màu gà có ăn được hay không? Trên thực tế, màu gà có thể ăn được nhưng đó là đối với trước đây. Còn bây giờ thì chúng ta không nên ăn. Bởi vì những năm gần đây, gà trên thị trường được người chăn nuôi cho ăn thức ăn có chứa hormone. Hơn nữa, bản thân gà cũng sẽ ăn phải một số chất kim loại nặng, trong đó có chứa nhiều thành phần độc hại. Chúng dễ dàng tích tụ trên màu gà, gà sống càng lâu chất độc càng nhiều. Ngoài ra còn có một số mô bạch huyết phân bố trên màu gà, nó cũng sẽ gây ra một số tác hại cho con người. Vì vậy dân gian mới có câu, một cái màu gà như thạch tính 10 năm.